Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp thường kỳ tháng 2 năm 2023 về chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế xã hội tháng 2, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung chủ trì hội nghị. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Quốc Anh. Cuộc họp được trực tuyến với văn phòng tỉnh ủy, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố và Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung thông tin tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tháng 2 năm 2023 tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa thể thao được quan tâm tổ chức, chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Trong tháng, quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, đẩy mạnh công tác quản lý, xử lý nghiêm tàu cá vi phạm, có 513 tàu cá mất tín hiệu kết nối trên biển, đã mời về làm việc 39 trường hợp, kịp thời cảnh báo 17 tàu cá vượt ranh giới quay về biển Việt Nam. Thanh tra phát hiện 47 tàu cá có dấu hiệu vi phạm, hoàn thành công tác tuyển quân năm 2023 theo kế hoạch. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung chỉ ra trong tháng, diện tích nhiễm sâu bệnh trên lúa tăng 7.869 ha so với tháng trước, xảy ra 2 ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi tại huyện Giang Thành và U Minh Thượng. Bệnh trên tôm nuôi nước lợ ở huyện Vĩnh Thuận và An Minh, trên cá nuôi lồng bè ở huyện Kiên Hải, một số chỉ tiêu còn thấp, giảm so với cùng kỳ. Phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự ổn định, doanh nghiệp vẫn còn khó khăn trong tìm đối tác hoặc gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn để phục hồi sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các kênh huy động vốn trung và dài hạn. Vì vậy, qua 2 tháng, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh giảm sản lượng, số doanh nghiệp thành lập mới giảm, doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động có thời hạn tăng. Giao vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 chưa đạt 100% kế hoạch. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, mặc dù kế hoạch vốn đã giao cho các chủ trương trình trong tháng 12 năm 2022, nhưng đến nay việc phân khai chi tiết chưa được thực hiện. Tai nạn giao thông tăng 3 tiêu chí, tăng 2 tháng liên tục, trong đó Phú Quốc, Châu Thành, Hòn Đất có số vụ, số người chết cao hơn các địa phương khác. Kỷ luật kỷ cương hành chính ở một số đơn vị chưa nghiêm, thực hiện nhiệm vụ được giao còn tồn động kéo dài. Còn 3 địa phương chưa trình phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, vẫn còn tình trạng trình hồ sơ Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa đúng quy chế làm việc. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh, tháng 3 là thời điểm kết thúc quý 1 để đảm bảo đạt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội của quý theo kế hoạch đề ra, yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023. Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh sớm tổ chức làm việc với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, chế biến xuất khẩu để tháo gỡ khó khăn, để mạnh cái tăng trưởng từ khu vực công nghiệp dịch vụ. Cái thứ hai là chủ các cái chương trình mục tiêu quốc gia, rồi chủ các cái dự án thành phần trong các chương trình mục tiêu quốc gia, rồi ban chỉ đạo cấp huyện phải khẩn trương hoàn thành việc phân bổ chi tiết vốn năm 2023 và ban hành các cái văn bản có theo thẩm quyền. Cái nhiệm vụ thứ ba trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đó là tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các sở ngành và địa phương trong việc xác định giá đất. Nhiệm vụ tiếp theo là Sở Lao động Thương binh và Xã hội đẩy mạnh xúc tiến việc làm, đào tạo nghề và giải quyết khó khăn sụt giảm lao động hiện nay. Cái nhóm nhiệm vụ thứ năm đó là tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các hoạt động văn hóa xã hội. Ở đây là cái phòng chống dịch COVID-19. Báo cáo các đồng chí thì hiện nay tình hình dịch trong 2 tháng giảm rất là sâu, nhưng mà cái tình hình tiêm mũi nhắc và các cái mũi cơ bản và mũi tăng cường thì hiện nay chậm quá. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung cũng yêu cầu cần tăng cường phòng chống cúm gia cầm lây sang người, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, gắn với kiểm soát có hiệu quả tuyến biên giới, phòng chống buôn lậu, quyết liệt thực hiện kế hoạch hành động 180 ngày về chống khai thác IUU, tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy canh, cảnh báo xâm nhập mặn, không để xảy ra thiếu nước, chủ động phòng chống cháy rừng, khu dân cư, tập trung giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến. Các lực lượng chức năng thường xuyên nắm chắc tình hình, đảm bảo quốc phòng an ninh và an toàn giao thông,
trật tự an toàn xã hội, tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ việc khiếu nại của công dân, nhất là các vụ việc còn tồn động, xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị ngay từ cơ sở, không để phát sinh hình thành điểm nóng. Thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng trễ hạn các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ được Chính phủ, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính, chấm dứt tình trạng hồ sơ quá hạn, trễ hạn kéo dài.